Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thông tin Tổng hợp Hà Nội 18 giờ. Những thông tin đời sống xã hội đáng chú ý đã được chúng tôi tổng hợp và sẽ có trong 25 phút tới đây của chương trình. Quý vị đừng bỏ lỡ. Thời gian vừa qua thì người dân trên toàn thế giới đã ghi một loạt những cơn sốt liên quan đến công nghệ, liên quan đến trí tuệ nhân tạo của các tập đoàn lớn khổng lồ như OpenAI, Google hay Microsoft. Theo thống kê của nhiều tổ chức khoa học uy tín, thì hiện trên toàn cầu đang có khoảng 1.500 ứng dụng AI phục vụ cho mọi lĩnh vực từ giải trí, nghệ thuật đến y tế cho giáo dục, thương mại, v.v. Vâng, nhưng mà theo phân tích của nhiều chuyên gia thì những ứng dụng trí tuệ nhân tạo thì có những có thể bị lợi dụng và tạo ra những hệ lụy tiêu cực đối với xã hội cũng như là từng cá nhân mà sử dụng. Vâng, đúng vậy. Việc lo ngại về khả năng bị cướp mất việc làm hay là lo ngại về vấn đề đối diện với những hệ lụy mà trí tuệ nhân tạo đang gây ra. Và đơn cử như ChatGPT thì đang có mối nguy ngại liên quan đến tác động tiêu cực đến lĩnh vực giáo dục cũng như những thái độ và sự trung thực của người học. Những ngày này, thầy giáo Lương Bá Hùng cùng nhiều giáo viên của các trường trên địa bàn Hà Nội đang phải nghiên cứu thử nghiệm một số phương pháp đánh giá kiểm tra kiến thức mới đối với học sinh. Bởi thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng học sinh tại nhiều trường sử dụng trí tuệ nhân tạo, cụ thể là ChatGPT để hoàn thành bài tập về nhà hay gian lận trong thi cử. Tuy chưa có một thống kê đầy đủ, song nhiều chuyên gia giáo dục, số học sinh sinh viên tại các trường ở Hà Nội đã sử dụng ChatGPT để hoàn thành bài tập về nhà, viết bài luận bằng tiếng Việt hay tiếng Anh là khá cao. Có một em sinh viên viết cái bài luận, nhưng mà khi giáo viên chấm bài á, thì nhận thấy là đây hoàn toàn không phải do em này viết. Bởi vì văn phong rất học thuật, hiện nay thì rất ít công cụ, ví dụ như là chúng ta có cái công cụ là Zero GPT, có lúc thì nó check được, nhưng mà có lúc khi mà sinh viên là kết hợp giữa người và AI, tức là sinh viên sử dụng các cái ý tưởng hay là sử dụng cái bài khóa luận hay là bài luận hay đoạn văn mà ChatGPT viết, nhưng sau đó thì đã thay đổi từ, sắp xếp lại ý tưởng hoặc là biến đổi một số cấu trúc, thì lúc này máy nó sẽ không phát hiện ra. Việc mượn chất xám từ ChatGPT này về lâu dài có thể tạo ra thói quen xấu trong tư duy, hình thành thói quen ỷ lại, lười suy nghĩ, phân tích, tổng hợp dữ liệu, từ đó làm giảm khả năng tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề của các em. Đấy là chưa kể việc bắt ChatGPT suy nghĩ thay mình cũng là một dạng ăn cắp chất xám. Chất xám đó có thể không đúng, chưa hoàn chỉnh, thậm chí là sai lệch. Bài luận hay các cái bài viết đoạn văn hay những bài, cái thông tin nó chưa thực sự chính xác. Bởi vì cái thông tin máy học, machine learning, nên là máy học nó chưa kịp học, nên là cái input của nó, tức là cái nguồn thông tin của nó chưa đầy đủ, dẫn đến là những câu trả lời nó mang tính chất, đôi khi nó mang tính chất là không logic và mang tính chất là ở mức đạt thôi, hoặc là đôi khi nó là ngớ ngẩn, nó gọi là ngớ ngẩn. Ví dụ như những cái câu hỏi mang tính chất, mang nghĩa hàm ẩn, thì máy nó không thể nào hiểu được những cái nội dung hàm ẩn đó. Công nghệ này sẽ tác động một cách căn bản và toàn diện tới mọi mặt trong ngành giáo dục, từ chương trình giảng dạy cho tới vai trò của người thầy, cách tiếp cận nguồn học liệu của người học. Thầy lại phải đau đầu để nghĩ cái cách nào để đánh giá để cái mức độ hiểu của các bạn sinh viên về các cái nội dung bài học. Bởi vì là những cái sự hỗ trợ của ChatGPT nó đã gần đâu đó là 70-80% rồi. Tác hại, hệ lụy mà AI, đặc biệt là ChatGPT tạo ra trong lĩnh vực giáo dục đã bắt đầu hiện hiện. Nguy cơ AI có thể làm thui chột tư duy, ý thức tự lập trong học tập của học sinh là hoàn toàn có cơ sở. Nhằm ngăn chặn những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra, rất cần các nhà trường cùng các bậc phụ huynh chủ động kiểm soát để tìm ra những giải pháp tối ưu, biến AI, ChatGPT trở thành công cụ hỗ trợ con em mình học tập, tiếp thu, tích lũy kiến thức, chứ không để các em lạm dụng, khiến các em trở nên ỷ lại, lười suy nghĩ.
Không chỉ ChatGPT, gần đây khá nhiều ứng dụng AI điển hình như là deepfake bị kẻ xấu lợi dụng và biến thành công cụ lừa đảo hòng trục lợi. Nhiều vụ việc đáng tiếc đã xảy ra đã khiến cộng đồng phải bừng tỉnh trước tác hại cũng như hệ lụy của trí tuệ nhân tạo AI. Còn quá xa lạ với người hâm mộ thể thao Việt Nam. Với những người hâm mộ eSports, giải đấu liên minh huyền thoại hàng đầu thế giới LCK. Trong 4 MC này thì chỉ có duy nhất một MC là thật, còn lại tất cả đều là ảo. Từ khuôn mặt cho đến giọng nói và thậm chí ngay cả trường quay. CEO của công ty này cho biết, trước đây để tạo ra giọng nói trí tuệ nhân tạo mất từ 4 đến 8 tiếng, thì bây giờ họ chỉ cần từ 15 đến 30 phút. Còn đối với người ảo thì chỉ mất khoảng 2 đến 4 giờ đồng hồ. Bằng cách sử dụng kỹ thuật deepfake, có thể trộn khuôn mặt của người này với biểu cảm và giọng nói của bất kỳ ai, bất kỳ ngôn ngữ nào, miễn là lấy được dữ liệu trên môi trường số. Như vậy thì cái vấn đề mà để ngăn chặn cái kẻ xấu tạo ra cái nội dung đó là hoàn toàn không thể. Bởi vì cái nội dung hay là cái giọng nói của bất kỳ ai, nhất là những người nổi tiếng, chúng ta có thể lấy trên YouTube hoặc là chúng ta có thể lấy trên các cái nền tảng nội dung số. Vì vậy mà việc mà để tạo ra những cái giọng nói đó thì chúng ta sẽ không ngăn cản được. Tác hại của video deepfake là rất lớn, bởi nó có thể được sử dụng để tạo video hoặc hình ảnh nhằm lan truyền thông tin giả, sai lệch, nhằm mục đích tung tin đồn thất thiệt hoặc thao túng dư luận, dẫn đến bất ổn xã hội hoặc bất ổn chính trị. Chia sẻ về sự lây lan của deepfake trên Internet, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Thông tin UNESCO Đinh Đức Hoàng cũng cho rằng sự xâm nhập của AI hay sự ứng dụng của nó với đời sống của con người hàng ngày là không thể cưỡng lại được. Cái việc mà ai đấy có thể sử dụng công nghệ deepfake, sử dụng gương mặt của mình để tiến hành các hành vi lừa đảo thông qua mạng viễn thông là một thực tế rất đáng sợ. Và tôi cũng mới nhận ra gần đây rằng là chính bản thân mình cũng đang rất sợ. Càng ngày mình càng ít gửi thông tin cá nhân đi cho người lạ hay là thậm chí là cho các đối tác hơn. Nó là lỗ hổng trong tâm lý của chính mình. Mình gửi thông tin cá nhân đi rồi là mình nhận cuộc gọi của ai đấy và mình sẽ dễ dàng chuyển khoản. Nó là lỗ hổng trong quản trị xã hội, nó là lỗ hổng trong kinh doanh. Thì AI nó đặt ra một cái thách thức là chúng ta sẽ phải sớm trưởng thành nhanh hơn và nghĩ lại về việc là chúng ta có đang ỷ lại quá vào công nghệ hay không. Công nghệ là thế giới phẳng và AI của nước ngoài hay của Việt Nam đều không có bất kỳ một ranh giới nào. Do đó, người dùng đều có thể tiếp cận dễ dàng và chắc chắn nó sẽ ngày càng phổ biến từ các vấn đề về deepfake, về giả giọng nói, về khuôn mặt, về tất cả mọi thứ của con người, đặc biệt là khi các giải pháp và công cụ AI đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Vẫn biết, công nghệ luôn có tính hai mặt. Khi mà chúng ta tiếp cận một công cụ thì bản chất công cụ đó nó là rất tốt. Nhưng việc kẻ xấu khai thác vào mục đích gì mới là bản chất của vấn đề. Vâng, từ một công nghệ sử dụng cho mục đích giải trí thì nay deepfake đã bị những kẻ xấu, kẻ lừa đảo tung tin giả lợi dụng ứng dụng deepfake để có thể là tạo nên những cách thức lừa đảo mới vô cùng hiểm độc. Và để tránh những tác hại mà deepfake có thể gây ra tại Việt Nam thì chúng ta sẽ cần những chính sách pháp luật mới có thể áp dụng nhằm hạn chế mặt tiêu cực của deepfake. Trước sự phát triển tràn lan đến chóng mặt của trí tuệ nhân tạo, tờ The Guardian ngày 30 tháng 3 có đưa tin 1.000 chuyên gia kêu gọi lập tức dừng việc chế tạo những bộ máy nhân tạo AI khủng trong vòng ít nhất là 6 tháng để có thể kịp thời đánh giá đúng năng lực cũng như giảm thiểu được những nguy cơ. Vâng, thưa quý vị, lời kêu gọi được đưa ra trong thư ngỏ được ký bởi những tên tuổi lớn trong lĩnh vực AI như là tỷ phú Elon Musk hay là người đồng sáng lập phòng thí nghiệm OpenAI Mỹ đã giúp tạo ra ChatGPT và ChatGPT-4. Trước đó, nhiều người nổi tiếng đã trở thành nạn nhân của AI. Vào ngày 23 tháng 4 năm 2013, tin tặc giành quyền kiểm soát tài khoản Twitter của hãng AP và tung tin giả có hai vụ nổ ở Nhà Trắng làm Tổng thống Mỹ bị thương. Tin giả trên mạng giờ đây đã tiến một bước lớn nhờ công cụ AI tạo nội dung, hình ảnh và thậm chí đoạn phim giả, dẫn đến nguy cơ gây bất ổn, xáo trộn khó lường về chính trị, kinh tế, xã hội. Những hình ảnh giả về cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị bắt, lan truyền trên mạng xã hội, nhanh chóng bị vạch trần. Hình ảnh giả giáo hoàng Francis mặc áo khoác phao hàng hiệu đã thu hút hơn 4 triệu lượt xem. Trong vài tháng gần đây, các phòng thí nghiệm AI ồ ạt tham gia cuộc đua nhằm phát triển và đưa vào sử dụng những bộ óc kỹ thuật số ngày càng mạnh mà ngay cả những người tạo ra cũng chưa chắc đã hiểu, tiên đoán hoặc kiểm soát. Hơn 1.000 chuyên gia kêu gọi ngay lập tức dừng tạo ra những bộ máy trí tuệ nhân tạo khủng trong ít nhất 6 tháng và nhấn mạnh rằng nếu giới nghiên cứu không tự nguyện dừng phát triển những mô hình AI mạnh hơn GPT-4 thì chính phủ các nước cần can thiệp.
Những hệ thống AI mạnh mẽ nên được phát triển chỉ khi chúng ta tự tin rằng hiệu quả là tích cực, còn nguy cơ có thể kiểm soát. Tôi cho rằng lá thư cảnh báo đó đã thực sự đánh dấu thời điểm quan trọng trong lịch sử AI và có lẽ là lịch sử của nhân loại. Các chuyên gia kêu gọi dùng thời hạn 6 tháng này để phát triển các giao thức an toàn, hệ thống điều hành AI và tái tập trung nghiên cứu về việc đảm bảo rằng các hệ thống AI chính xác